bạn có thể qua cái địa chỉ số 33 Lê Văn Chí, Linh Trung, Thủ Đức, ngay ở chung cư Phúc Lộc Thọ Lầu B. Thì các bạn nếu mà ở xa thì các bạn cũng có thể đặt hàng online hoặc là học online. Nếu các bạn mua piano thì các bạn có thể đặt hàng online qua Facebook hoặc qua website. Thì hiện tại trung tâm có website nhạc cụ anton music.com, hoặc là qua fanpage Facebook nhạc cụ Anton Music, hoặc là qua số Zalo của trung tâm 0963166288, hoặc là qua số Zalo của Lê Anh 0943633281. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể học chương trình online tại trung tâm. Đặc biệt là khi mà trung tâm cung cấp đàn thì có tặng kèm hai cuốn giáo trình tự học piano đã được thầy Lê Anh soạn rất là chi tiết rồi. Các bạn có thể tự học được từ 4 tuổi cho đến các cô chú tầm khoảng 70 tuổi đều học được. Ngoài ra thì nếu mà các bạn học online thì các bạn cũng có thể liên hệ với quý thầy cô tại trung tâm để chúng ta liên lịch. Đặc biệt như của Anna Sông đây thì hiện tại cô cũng đang dạy rất là nhiều các bạn đến toàn thế giới, từ các nước như là Úc, rồi Mỹ, rồi Pháp, Nhật Bản. Các bạn cũng có thể liên hệ qua fanpage của trung tâm để chúng ta đặt hàng hoặc là lên lịch học hoặc là đăng ký khóa học, chọn giáo viên để các bạn có thể học cho tốt hơn. Bây giờ các bạn có thể lắng nghe tiếng đàn của cô Xuân qua cây đàn CLP 535 các bạn nhé. Thank you.